vào ngày 4 tháng 1 năm 2014 tới đây, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức ngày hội Internet tại xã Đông Hưng. Đây là một sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và sĩ quan sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất cũng như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự dân hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó sẽ có các chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi về máy tính và Internet với phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong thời gian ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống đối với bà con nông dân. Việc sử dụng Internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó rất nhiều thông tin hữu ích cho